Xin chào tất cả các bác đã trở lại với ông Tây Đánh Chuông. Hôm nay tiếp tục em về được vài cây tủ cây, em xin giới thiệu đến tất cả các bác. Và các bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm những tủ cây để sử dụng cho gia đình mình thì ủng hộ cho em. Số điện thoại của em trên màn ảnh là 0928 538 538, ngân hàng Quân đội MB, trùng số tài khoản các bác nhé, mang tên Đỗ Văn Gia. Địa chỉ em ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Đấy, bây giờ em sẽ đi vào chi tiết, và trong đợt rằm tháng 8 này thì em sẽ thanh lý những cái cây mà còn tồn ở trong nhà. Đấy các bác nhé. Ví dụ như phía bên tay trái các bác đây là một cây tủ Mỹ, 12 côn 12 búa và chơi được 3 bài nhạc, có lịch trăng sao, tủ gỗ sồi zin bản của hãng các bác nhé. Đấy, tất cả là zin hết này. Em xin thông báo đây là tủ chuẩn của Mỹ, không phải là tủ tàu nhá. Đấy, cho nên là để các bác hình dung cho nó dễ, vâng, mua bán nó rõ ràng. Con đồng hồ này của em nó đánh hay quá, mời bác cùng lắng nghe tiếng chuông của nó. Vâng, đây là chiếc đồng hồ rất là quý với em. Đó, nó ít tiền nhưng nó quý vì nó bản nhạc hiếm. Đấy, chúng ta sẽ thấy rằng này này, đây là thương hiệu hãng Hogott Binder. Nịch trăng sao tức là nịch đêm này, nịch âm nịch này, số hiện đại này, có kim rốn này hay gọi là kim dây này, và có chế độ ngắt chuông đêm này. Đấy, đêm nó ngắt này không đánh này. Còn đây là chế độ 3 bài nhạc này, có chế độ tắt hẳn chuông này. Đấy, con này là chỉ nó đánh 3 bài nhạc. Cái quả nắc của nó, tạ của nó thì nó có cái màu thời gian phôi pha này các bác nhé, quả nắc như thế, cho nên là bán giá rất mềm cho các bác. Đấy, các bác nhìn thấy có tem này, đấy, perfect này. Đấy, chúng ta sẽ lắng nghe tiếng chuông. Chuông này thì nó nhỏ nhẹ, dòng Mỹ bao giờ cũng thế. Đấy, dòng này giờ nó đánh nhỏ nhẹ thôi. 3 bài nhạc, đấy, có bản Guai, bản Santemic, bản Webminster. Đấy các bác nhá, nguyên zin, con này là nguyên zin nhá. Chiều cao đó là 2m03. Đấy, chiều rộng là 48,5 cm. Đấy, con này em thanh lý cho các bác là 17 triệu. Đấy, tủ Mỹ 12 côn, 12 búa và 3 bài nhạc, tủ zin các bác nhá, vẫn bảo hành cho các bác 3 năm. Đấy, em xin thông báo là thanh lý cho các bác 17 triệu. Đấy, em chuẩn bị em vâng. Lấy cái mặt bằng mới nó rộng đẹp hơn, cho nên là ngại chuyển lên tầng. Cho nên em thanh lý các bác nhé. Còn con giá này thì vẫn bảo hành cho bác 3 năm, 17 triệu. Chiếc đồng hồ tủ cây 12 côn 12 búa 3 bài nhạc. Các bác cần thêm thông tin hình ảnh clip chuông, các bác kết bạn Zalo dùm em các bác nhé. Đến chiếc tủ cây này, đây là một chiếc tủ Odo, thùng nguyên bản, thùng zin nhé, không phải thùng chế nhé. Cái kính nó là kính Tiffany này, kính nó kính vàng, nó có bọt này. Đấy, nó thổi nó giống kính nhà thờ, cho nên là kính zin không phải là kính mình cắt cho vào được các bác nhé. Con này Odo zin bản, các bác nhìn máy cho em này, máy 3 tạ nhé. Và con này nó chuyện năm 1776 là chiếc đồng hồ đầu tiên ra đời của cái nàng phân xưởng đó, và máy là máy dâu, máy Odo. Các bác cần hình ảnh thì có thể kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình ảnh cho các bác. Còn đây là con zin, xin cam kết các bác nếu mà sai em tặng các bác chiếc đồng hồ này. Đấy, đây là con Odo zin bản của hãng. Họa tiết đồng các bác nhá, mặt trắng men. Đấy các bác nhá, đấy. Chuông ở đấy, đây đây nhá, mặt trắng men nhá. Đấy. Mình đang xây dịch nên là và em vừa cho chuyển vị trí nên nó bị xích này, này. Cái xích đang bị kẹt này. Đấy. Còn chuông thì các bác thì ok nhá, để bảo hành cho tất cả các bác là 3 năm nhé. Đấy, đều bảo hành cho bác 3 năm. Em vừa di chuyển để quay. Cái tạng của nó thì nó có xước nhỉ, đỡ xước này. Để chị em cũng thanh lý con này thôi. Em cũng chuyển đến tầng hai vị trí nó cao hơn, cho nên là thanh lý cho các bác. Đấy, con này nhá. Đấy, con này đang 27.500, em thanh lý cho các bác. Vâng, con này em thanh lý cho các bác là 25 triệu các bác nhá. Con Odo zin các bác nhá. Khi xin cam kết các bác là thùng zin, máy zin nhá, không nâng độ nhá. Và máy này những bác nào về, những bác nào là làm thợ ở khu vực các tỉnh Nam Định thì các bác có thể về nâng lên thành Odo bản gai cái lông bính bong được nhá. Vâng, nhiều bác đã nâng rồi, mua con này nguyên máy zin về cho cái bộ sang là nâng thành Odo bính bong các bác nhá. Đấy, con này em thanh lý cho các bác là 25 triệu. Đấy, vẫn bảo hành cho các bác 3 năm. Đấy, nếu các bác giữ nguyên zin như vậy thì em bảo hành, còn các bác nâng thì em không bảo hành. Đấy, còn rất đẹp. Con này chiều cao của nó là 2m19, rộng 44,5 các bác nhá. 27.500 này em thanh lý thôi. Nhà em chủ yếu lên tầng 2 nên là để đồ nhiều. Tiếp đến con này là con đồng hồ rất đặc biệt. Con này nó xuất xứ từ Hà Lan. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng khăn váy ở trên tường nó có 3 cái tích. Đó là thần Anat và hai thiên thần hai bên. Cái bên này thì đang mất cái kèn. Em sẽ tìm lại trong nhà để gắn cho các bác. Tượng Antimon, tượng rất to. Riêng tượng không đã là khoảng tầm 25cm các bác nhá. Đấy, cho nên rất to. Mặt con này thì có một cái đặc biệt ở chỗ đó là làm sao? Mặt con này thì mặt bên ngoài thân tất cả nạm vân nu hết này. Con này gần đến nạm vân nu này. Tiếp đến con này thì nó có lịch là Julie này. Các bác này chúng ta nhìn thấy chưa ạ? Vừa tháng này, cái đây là năm này. Đấy, nó chạy lịch và đây là lịch âm lịch nữa này. Đấy, cho nên con này nó có lịch rất hay. Và đây là ngày này các bác nhé, ngày này, tháng năm. Con này July này, liệu các bác có thể nó chạy thêm tháng May này, tháng mấy này. Đấy, July May này, đấy, April này. Đấy, các bác nhìn ra tiếng Pháp nhé. Đấy, đấy, con nhìn chưa? Đấy, nó báo là tháng này 31 ngày, November này. Đấy, November là tháng 30 ngày, October này là 31 ngày này, September là tháng 30 ngày này, August là 31 ngày này, July là tháng là 31 ngày tiếp này. Đấy, Juni tiếp này. Đấy, các bác nhé. Đấy, số là số La Mã, vành lỗi, hoa văn họa tiết bằng đồng, bằng thiên thần. Ở trên là các hình khắc rất là đẹp khắc này. Mặt thì nó có vết phôi phai thời gian rồi. Lịch bên dưới này, hình con thuyền này. Đấy, vâng, thuận buồm xuôi gió này. Đấy, con này là năm này. Nó sẽ chạy lịch các bác nhé. Đấy, kiểu như vậy. Rất hay, con này khá hiếm gặp. Đấy, tủ rất đẹp. Máy này là dòng 8 côn. Dòng này thực ra các bác là đa số là chơi về thời trang là chính thôi, chứ còn âm thì nó cũng hết sức bình thường, không có gì to tát cả. Đấy, nạm vân nu này, hoa văn họa tiết này. Đấy, các bác nhìn cho em, đúng như con khăn váy. Đấy, các bác nhìn chân này, chân móng rồng này. Đấy, chân móng rồng rất đẹp, nu này. Đấy, rất ok luôn. Đấy, các bác nhá. Nó chiều cao của nó khoảng tầm 2m3, cao 2m3. Đấy, tượng thần Anat rất đẹp này. Đấy, tượng rất to. Ok, bác nào đấy xin báo cho em. Trước này em đang giao lưu đến tất cả các bác là 25.500.000 đồng các bác nhá. Đấy, chuông con này thì các bác cứ hình dung là cái con khăn váy treo tường làm sao thì con này chuông nó đúng như vậy. Bởi vì những cái chiếc này của Hà Lan thì bao giờ nó tính về chơi về hình thức thôi các bác nhá. Còn tiếng chuông nó làm rất nhỏ nhẹ, để buổi đêm thì không cần phải ngắt chuông mà nó vẫn nghe được tiếng chuông, nó nhỏ nhẹ. Đấy, đấy, 25,5 triệu. Ok, tiếp đến là con đồng hồ thứ tư, đó là con đồng hồ tủ búp bê rất là đẹp, đặc biệt. Chiếc này có chiều cao 2m, chiều rộng 65. Đấy, mặt tròn, mặt này mà mặt tầm hơn 30 rồi. Đục chạm chỗ hoa văn các bác nhìn cho em này, rất là to này. Vâng, rất to các bác nhá. Mặt đẹp này. Đấy, nhìn cho em này, mặt dập nổi hoa hồng này. Đấy, rất đẹp. Kính mài còn nguyên này, rất bự này, chìa khóa này. Các bác nhìn cho em này, kể cả như phần quả tạ này, nắc này, em đang theo dõi nhá. Lau dầu xong đang theo dõi chạy Roda. Đấy, cũng móng này. Đấy, củ côn này. Đấy, bây giờ xin mời các bác cùng nghe coi tiếng chuông nhé. Con này chạy thời gian nữa âm còn hay nữa, vì nó đang chạy máy Notda để nó thông âm côn. Con này máy Havina nổi tiếng các bác này. Máy xịn, máy Havina nhá. Đấy, các bác cứ biết là hai máy Havina là sẽ hay này. Đấy, tạ còn rất đẹp này. Tạ giống mặt này, nắc giống hệt nhau. Đấy, máy zin các bác nhá, máy Havina luôn. Đấy, nhỉ, em nay có một mình nhà nên không mở máy cho bác được. Còn máy này em cam kết các bác là zin. Chiếc này em giao lưu đến tất cả các bác là 37 triệu. và bảo hành cho tất cả các bác đó là 3 năm các bác nhá. Đấy, tủ rất to nhá. Đấy, các bác cứ biết là tủ búp bê thì các bác đều biết rồi. Đấy, tủ búp bê. Đấy. Còn con ở bên tay trái đó là con Hà Lan có tượng ở trên. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Ok, vậy bác nào yêu mến chiếc đồng hồ nào thì xin kết bạn Zalo dùm em theo số điện thoại 0928538538. Em có thể gửi thêm chi tiết hình ảnh cho các bác. Đấy các bác nhá. Đấy. Và vẫn bảo hành cho bác 3 năm về mặt kỹ thuật. Đấy, hỗ trợ trọn đời. Đấy. Giá cả thì đã thông báo đến các bác rồi. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin kính chúc sức khỏe. Và các bác nhớ cho em xin một lượt like khi xem xong clip để động viên em làm các clip tiếp theo. Nhớ nút đăng ký kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ạ.